lý ba con rồi nha mọi người. Một con, đang con nè, đang con và đang con nha. Con này thì của anh Long rồi nên là mình không bán được. Nên là khách thì alo cho mình ha. Cái phòng mình là 0929 87 346. Tụi này giờ nó ăn như cái máy rồi mọi người. Còn mình 0929 887 346 nha mọi người. Với lại mình còn 4 con lửa. Mình thấy sơ sơ là như bữa mình nói mọi người, 3 con trống, 1 con máy. Thì con máy đây mọi người, con máy là con này. Còn đây là 3 con trống nè, 1 con, 2 con, 3 con. Vậy nên là hết tổ này thì alo cho mình ha. Thì tổ này như bữa trước mình có nói mọi người là 4 triệu. 4 triệu 3 con trống, 1 con máy nha. Nói chung mình là mình thấy thì mình nhìn ở màu lông đó thì nó là như vậy mọi người, còn trổ lên thì mình cũng chưa chắc nữa. Tại thường thì mình chỉ mới như thế này, mình nhìn chỉ tầm khoảng 80% chính xác thôi mọi người, chứ không dám dám khẳng định là 100% mọi người đó. Mọi người nhìn lông mọi người cũng thấy ha, con này nó rất là lạc ha. Những con này là bông trên lưng cánh nó rất là nhiều. Ăn hú với bò này thì anh em là khách alo cho mình. Còn nguyên con lửa này ở trong đây thì mình không bán nha, mình để lên mình nuôi mình chơi mọi người. Thì tạo lửa có 1 con một ha. Tuổi nó nào xong bắt đầu là nó buồn ngủ mọi người. Con này mắc lên viên. Rồi, anh em nào khách thì alo cho mình ha. Số phận mình 0929 887 346 ha. Thì nói chung là giờ mình sẽ bán 3 con này bằng giá 1 cặp. Anh em nào khách thì alo cho mình ha.
Rồi bữa nay mình thanh lý cho em chơi luôn. Bây giờ bữa giờ mưa nhiều quá rồi mọi người. Mình giờ mình muốn cũng muốn đi làm những cái video để chia sẻ mọi người là đi tới Tây Quách đó mọi người. Nay đã vô mùa mà mình không có đi được, do bận tụi nhỏ này quá mà không khỏi nào mình đi hết mọi người.